Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình, mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi có phản ánh ý kiến công dân về tuyến đường 380 đoạn qua xã Minh Hải, huyện Văn Lâm gây mất an toàn giao thông và một cơ quan chức năng trả lời đơn thư. Chúng tôi trích dẫn ý kiến của Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ trả lời đơn thư của bà Đặng Thị Bông, xã Trung Hòa và trả lời đơn của ông Nguyễn Quyết Chiến, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại đường dây nóng của chuyên mục Hộp thư bạn xem truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được ý kiến của người dân đang sinh sống hai bên đường 380, đường 196 cũ, đoạn qua ngã ba phố Lạng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm phản ánh. Tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp gần một năm nay, nhưng còn một đoạn dài khoảng 500 mét đang tạm dừng thi công chờ giải phóng mặt bằng. Việc dừng thi công đoạn đường này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Đây là hình ảnh phóng viên ghi hình lúc 11 giờ trưa ngày 19 tháng 7 năm 2013. Những đoàn xe liên tiếp chạy qua khu vực ngã ba Lạng, thuộc địa phận xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Được biết tuyến đường 380 trước đây là đường 196 cũ dài hơn 10 km đi qua khu dân cư các xã Chỉ Đạo, Minh Hải, huyện Văn Lâm đến phường Phát Đình Phùng, ngã tư phố nối thị xã Mỹ Hào. Đường đã được nâng cấp gần một năm nay, song còn khoảng 500 m đoạn qua ngã ba Lạng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm còn chưa thực hiện được vì chưa giải phóng được mặt bằng. Hình ảnh phóng viên ghi hình đoạn qua ngã ba Lạng này có độ cua gấp, mặt đường bị bong chóc, sụt lún, tạo thành nhiều hố sâu. Người dân sống ven đường rất bức xúc bởi ngày nắng thì khói bụi, ngày mưa thì nước ứ đọng. Hàng ngày những chiếc xe tải, xe container y ạch gầm rú để đi qua. Theo ghi nhận của phóng viên, những hố lớn trên mặt đường có đường kính khoảng 0,5 đến 1 mét. Có chỗ từ 3 đến 4 mét, độ sâu từ 20 đến 30cm, thậm chí có chỗ lún sâu đến 60cm. Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết các tài xế chạy qua tuyến đường này chủ yếu để né tránh trả phí tại trạm thu phí số 1, quốc lộ 5. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng vẫn chưa được xử lý nghiêm. Bụi bẩn, ô nhiễm, đường xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông là những bức xúc của người dân sống quanh khu vực tỉnh lộ 380 này. Tôi là một người dân sinh sống ở đây, qua một thời gian đã được các cấp làm cho con đường rất đẹp rồi, nhưng chỉ còn mỗi đoạn ngã ba này, tất cả các hộ gia đình đây gần như là đều đóng cửa hết. Ngày mưa thì là bẩn thỉu nuôi này nỗi này, mà ngày nắng thì nó là bụi như là một cái sa mạc, rất khổ. Trao đổi với ông Đỗ Văn Sang, công chức địa chính, phụ trách giao thông xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, chúng tôi được biết tuyến đường tỉnh lộ 380 được nâng cấp gần một năm nay, nhưng hiện còn khoảng 500 mét tại khu vực ngã ba Lạng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đang tạm dừng thi công vì còn vướng mắc giải phóng mặt bằng. Hiện đối đường DT380 này của tỉnh quản lý thì cũng được tỉnh quan tâm và cũng đã hỗ trợ kinh phí để đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường trên. Song đến thời điểm hiện nay thì đối với trên địa phận qua xã Minh Hải thì còn khoảng độ 500 mét rơi vào hai điểm là chưa thi công hoàn thành công trình được. Lý do là báo cáo ông chí là trong quá trình giải phóng mặt bằng thì liên quan đây nó cũng có 3 hộ phải bố trí tái định cư. Về phía địa phương thì cũng đã chuẩn bị cái quỹ đất để thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ, nhưng hiện nay thì đang làm các thủ tục. Đối với điểm này thì cũng rất là bức xúc cho người dân ở đây. Vì thực tế đối với cái lượng xe trốn vé qua quốc lộ 5A đi qua địa bàn rất là nhiều, một ngày có thể lên đến 500 xe. Kiến nghị với đơn vị thi công là trong thời gian tới sẽ khắc phục đổ bay để làm sao có cái đường thô đi, nó cũng không để mức độ ổ trâu ổ gà này nó sâu quá. Từ thực tế nói trên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đề nghị các ban ngành chức năng liên quan sớm có giải pháp giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công tiến hành nâng cấp đoạn đường
qua ngã ba Lạng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và đồng thời có giải pháp phù hợp xử lý hạn chế các xe né tránh trạm thu phí trên quốc lộ 5 đi vào tuyến đường 380 này để trả lại sự bình yên cũng như sự an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được đơn thư của bà Đặng Thị Bông, xã Trung Hòa và đơn thư của ông Nguyễn Quyết Chiến, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư hai công dân phản ánh liên quan đến hoạt động tố tụng tại tòa án. Đối với đơn thư của ông Nguyễn Quyết Chiến, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, nội dung khởi kiện hành vi không giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo nội dung đơn cho rằng, ông Ngô Xuân Quỳnh, thẩm phán trung cấp hiện đang công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ, được giao nhiệm vụ giải quyết đơn khởi kiện đề ngày 30 tháng 6 năm 2023 của ông. Nhưng đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, thẩm phán Quỳnh không có văn bản gì liên quan đến vụ việc gửi đến công dân người khởi kiện. Để giải đáp vấn đề công dân phản ánh, phóng viên chuyên mục hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc trao đổi với thẩm phán Ngô Xuân Quỳnh và được biết ngày 30 tháng 6 thì ông Chiến có đến nộp một số các cái tài liệu như bản sao các văn bản, bản sao cái những công văn của Ủy ban tỉnh hướng về các huyện yêu cầu huyện phải giải quyết các loại. Sau khi xem xét tất cả những tài liệu của ông ấy thì thấy rằng cái đơn khởi kiện cùng với tài liệu được chưa đủ điều kiện để thụ lý, nên là ngày 5 tháng 7 tòa đã ra một cái thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện. Khi tòa ra cái thông báo sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện thì đúng ông ấy ông có đến đây làm việc lột một số tài liệu thì tòa có giao luôn cho ông ấy, là vì ông đến thì sẽ ra luôn, thì ông Chiến này có đọc cái thông báo nhưng không nhận, mà cho rằng với lý do là hôm nay tôi đến là giao được đơn chứ không phải đến nhận tài liệu. Do vậy thì theo quy định thì tòa cũng phải gửi bưu điện cho người ta. Tuy nhiên từ khi gửi đến nay thì ông Chiến chưa nộp đầy đủ những tài liệu theo cái thông báo của tòa, nên tòa chưa thụ lý được và cũng chưa có cái quyết định tiếp tục là trả lại đơn hay thụ lý vì người ta công dân chưa nộp từ đó. Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được đơn thư của bà Đặng Thị Bông, thường trú tại thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Nội dung đơn thư bà Bông cho biết bà làm đơn khởi kiện đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ công nhận di chúc ngày 16 tháng 7 năm 1998 của mẹ bà là hợp pháp và tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 2 tháng 4 năm 2017 là vô hiệu. Người bị kiện là ông Đặng Xuân Chính, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Theo đơn thư bà Bông phản ánh, bà gửi đơn đến Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ đã 4 tháng song vẫn chưa được giải quyết. Để giải đáp vấn đề công dân phản ánh, phóng viên chuyên mục hộp thư đã có cuộc trao đổi với bà Phan Thị Nhiên, thẩm phán được phân công giải quyết đơn khởi kiện của bà Bông. Chúng tôi có nhận được đơn của chỗ bà Đặng Thị Bông. Sau khi nhận được đơn thì có ra cái thông báo yêu cầu bà sửa đổi bổ sung vào ngày 26 tháng 5, bà Bông đã có đơn bổ sung và lựa chọn cái thủ tục hòa giải ngoài tòa. Và hiện nay là hồ sơ vẫn đang được giải quyết theo thủ tục hòa giải ngoài tòa. Và sau đấy nếu mà kết quả hòa giải không được thì sẽ chuyển sang tòa để thụ lý và giải quyết theo thủ tục. Như vậy là hồ sơ của bà Bông hiện nay vẫn đang được giải quyết theo đúng quy định. Như vậy, theo bà Phan Thị Nhiên, quá trình thụ lý giải quyết đơn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân có tên sau gửi đến, đó là đơn thư công dân Nguyễn Xuân Hòa, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, đơn thư công dân Bùi Bá Linh, xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu, đơn thư công dân Đinh Quang Xê, xã Đạo, huyện Tiên Lữ, đơn thư công dân An Đình Nhàn, xã Đệ Hưng, huyện Khói Châu, đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hảo, đơn thư công dân Nguyễn Xuân Phiến, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, đơn thư công dân Lê Thị Thu, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu, đơn thư công dân Đào Văn Dĩnh, xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu, đơn thư công dân Trần Xuân Biền, xã Vũ Xá, huyện Kim Động. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Và khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết.
Thưa quý vị, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư và ý kiến của công dân gửi đến Đài Truyền hình Hưng Yên, Ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng cho phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin phản ánh, gọi điện đến số máy 0989 209 326. Quý vị thân mến, chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.